Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admika. Trên tay của mình ngày hôm nay là chiếc iPhone XR cũng như là chiếc Realme Q5 Pro. Cả hai chiếc máy này hiện tại có một sự bất ngờ rất lớn, đó chính là gì? Nó cùng mức giá với nhau các bạn à. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Cả hai con này thì nếu mà xét với lại phiên bản gọi là bộ nhớ cao nhất của cái chiếc Realme Q5 Pro này ở thời điểm hiện tại 8256GB thì nó có mức giá dao động tầm khoảng là 6 triệu đồng. Còn đối với lại iPhone XR thì nó rơi vào tầm khoảng là 6.1-6.2 triệu cho phiên bản là thấp nhất, 3GB RAM, 64GB bộ nhớ trong. Đó, và có rất nhiều bạn yêu cầu mình là làm video so sánh giữa cả hai chiếc máy này vì nó đang có mức giá chung với nhau. Vào thời điểm cách đây khoảng 3-4 tháng hoặc là 4-5 tháng gì đó, nếu như mình nhớ không lầm thì mình đã có một video so sánh với lại cái chiếc iPhone XS Max. Và các bạn thấy là bây giờ mình đang so sánh với lại cái chiếc iPhone XR. Chứng tỏ một điều là mức giá của em Realme Q5 Pro này nó sụt hơi bị nhiều đúng không nào? So với lại một cái chiếc máy như là iPhone. Ngày trước là nếu như mình nhớ không lầm là mình so sánh với lại cái phiên bản Q5 Pro có bộ nhớ thấp nhất cơ. Với lại XS Max là cùng tầm giá. Còn bây giờ ấy thì nó đã là iPhone XR rồi nhưng mà lại là bộ nhớ cao nhất các bạn à. Nếu mà nào đang quan tâm về cái chiếc máy Realme Q5 Pro có thể kích vào đường link phía dưới mô tả của video để mà tham khảo. Điện thoại đang bán cái chiếc máy này như mình đã nói có mức giá dao động tầm khoảng là 6 triệu đồng thôi cho option RAM 8GB bộ nhớ trong 256GB tha hồ mà lưu trữ luôn. Và mặc định khi các bạn mua tại điện thoại các bạn sẽ được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng. Quay trở lại với nội dung chính của video thì chúng ta có thể thấy được rằng là về mặt thiết kế, đầu tiên phải nói về mặt thiết kế thì nói chung là tùy thuộc vào gu của mỗi người, nhưng mà về điểm thiết kế thì chúng ta sẽ thấy là trên cái chiếc iPhone XR này nó sẽ có hai cái điểm yếu cố hữu của một cái chiếc máy iPhone xém rẻ là viền màn hình siêu dày cũng như là cái phần nốt tai thỏ. Sang với lại Q5 Pro thì chúng ta sẽ có là một cái phần màn hình mặt trước nó có viền mỏng hơn, trông nó hài hòa hơn với camera selfie chỉ có một chấm ở đây thôi. Nhưng cái vỏ của nó thì chỉ được làm từ nhựa thay vì là kính và kim loại. Nói chung là nó cũng sẽ không có ảnh hưởng đến quá nhiều về mặt kết cấu, đặc biệt là cái chiếc Q5 Pro này. Còn cái viền dày với cái phần nốt tai thỏ này thì chúng ta phải gắn bó hàng ngày. Nhưng mà nếu như dùng nhiều không để ý thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm thực tế của chúng ta đâu các bạn nhé. Rồi, tiếp đến là sang về cái phần màn hình đi. Màn hình thì trên cái chiếc Q5 Pro nó sẽ có cái ưu điểm là nó có kích thước lớn hơn này. Viền mỏng hơn thì nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm hiển thị tốt hơn. Kèm với đó là tấm nền của con này nó là OLED 120Hz Full HD rất là xịn sò. Tổng thể là cái màn hình của em này không có gì để mà chê cả. Và xét về cái khoảng độ sáng thì nó cũng nhỉnh hơn kha khá, thậm chí là gấp đôi, gần gấp đôi so với lại cái màn hình IPS LCD 625 nits có trên cái chiếc iPhone XR này. Chất lượng hiển thị thì chắc chắn là Realme Q5 Pro nó sẽ ăn đứt so với lại cái chiếc iPhone XR rồi. Tất nhiên là cũng phải nói lại là chất lượng của iPhone XR ấy về mặt hiển thị là cũng rất là tốt các bạn nhé. IPS LCD trong trẻo chân thật. Đấy, chỉ mỗi tội là tần số quét 60Hz thì nhiều người ở thời điểm hiện tại là họ không thích cho lắm. Còn đối với mình thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì cái iOS này nó cũng được tối ưu một cách nó rất là hài hòa. Tiếp đến là về phần hiệu năng. Hiệu năng thì một lần nữa Realme Q5 Pro nó sẽ ăn đứt so với lại cái chiếc iPhone XR rồi, vì nó chạy cho chúng ta là con chip Snapdragon 870. Chắc chắn là nó sẽ cho ra hiệu suất tốt hơn, thấy rõ khi mà so với lại A12 Bionic. Hiệu suất trên Q5 Pro ở thời điểm hiện tại thì dùng không có gì để chê rồi. Còn đối với lại iPhone XR thì nói chung là ở thời điểm hiện tại vẫn sử dụng rất tốt, không có vấn đề gì cả. Cơ bản ở đây là xét theo cái khía cạnh là mạnh nhất thì chắc chắn là Snapdragon 870 nó sẽ mạnh hơn so với lại A12 Bionic. Nhưng mà xét về cái trải nghiệm thực tế của một người dùng bình thường như thế thì XR nó vẫn cho ra một hiệu suất rất là tốt các bạn nhé, không có gì để chê cả. Đấy, và hai con này thì như mình đã nói, cần hiệu suất mạnh mẽ nhất thì cứ lựa chọn Q5 Pro. Còn XR thì sử dụng hàng ngày bình thường lâu dài, kể cả là 3-4 năm nữa cũng cực kỳ thoải mái, chứ cũng không gặp phải một cái vấn đề gì đâu. Rồi, về khoảng camera thì sao? Đây là cái phần đánh giá của mình về khoảng camera của cả hai chiếc máy này. Trong điều kiện đầy đủ sáng thì các bạn có thể thấy rõ được rằng là màu sắc của Realme Q5 Pro nó luôn luôn cho ra sẽ là tươi hơn so với iPhone XR. iPhone XR thì trong màu nó có vẻ hơi nhạt. Đây là một cái điểm cũng rất là quen thuộc trên những cái dòng máy iPhone khi mà so với lại Android rồi. Android thì nó có phần mềm để mà nó xử lý, nó tăng cái độ bão hòa của màu sắc lên. Kèm với đó là chi tiết khi zoom lên, đặc biệt là ở cái hộp hình vuông màu trắng ở đây. Chi tiết gai góc các thứ này kia là bên Realme Q5 Pro nó sẽ rõ hơn các bạn nhé. Còn ở trong cái khu vực tối thì các bạn sẽ thấy rằng là bên iPhone XR nó sẽ noi hơn và chi tiết nó cũng sẽ không bằng
Realme V5 Pro thì nó sẽ khử noise sạch sẽ hơn, nét hơn ở khoảng này. Còn sang đến cái phần lá cây thì các bạn có thể thấy, nói chung là cái sự khác biệt mà chúng ta thấy rõ nhất vẫn là về cái mức độ bão hòa của màu sắc thôi. Thì bên V5 Pro nó đẩy lên một cách rất là cao, rất là rực rỡ so với lại iPhone X. Còn trong điều kiện thiếu sáng thì chắc chắn là Realme V5 Pro nó cũng sẽ lợi thế hơn rồi. Với cái khả năng xử lý chế độ ban đêm của nó sẽ tốt hơn. Vì iPhone X thì nó không có cái khả năng xử lý trong cái điều kiện thiếu sáng. Nên là nhìn vào chúng ta cũng có thể thấy là cảm giác như là Realme V5 Pro nó có thêm một cái đèn trợ sáng vậy, nhưng mà thực tế không có đâu các bạn à. Bức ảnh của Realme V5 Pro là nó tận dụng cái ánh sáng xung quanh môi trường nó để nó đẩy tổng thể bức ảnh lên đấy. Và hiện tại thì mình đang tiến hành test khả năng quay video trên cả hai chiếc máy iPhone X cũng như là Realme V5 Pro. Đó, mình đang test ở trong một cái điều kiện đó chính là có gió rất nhiều. Các bạn cũng có thể tự đánh giá được cái khả năng lọc tạp âm của cả hai chiếc máy này nhé. Đấy, mình đang ở trên tầng thượng mà. Và bây giờ thì mình sẽ thử chạy xem. Các bạn cũng có thể tự đánh giá được khả năng chống rung của các hai chiếc máy này nhé. Về phần loa kép thì một lần nữa mình sẽ đánh giá cao cái chiếc Realme V5 Pro hơn, với cái phần âm lượng to hơn và chất âm sắc nét chi tiết rõ ràng. Kèm với đó là tông nó đi theo cái tông ống cho nên là rất là dễ nghe. Còn đối với lại iPhone X thì nó lại đi theo cái tông sáng, hơi bị chói tai khi mà các bạn để mát âm lượng. Loa thì mình cũng sẽ đánh giá cao Realme V5 Pro hơn. Pin và sạc ấy, pin thì trên cái chiếc Realme V5 Pro nó là một cái chiếc máy mới cho nên là nó sẽ được bảo toàn về mặt dung lượng pin 5000 mAh. Còn đối với lại một cái chiếc iPhone X thời điểm hiện tại thì pin của nó chỉ tầm khoảng là 80-85% thôi, dù sao cũng là một cái chiếc máy được ra mắt cách đây 3-4 năm rồi. Pin dung lượng mà cao hơn thì chắc chắn là đã thay rồi, tại vì mình sử dụng một năm kia thôi là pin mình đã còn có 90%, thì huống hồ nói gì một cái chiếc máy mà đã sử dụng hơn 4 năm mà pin còn trên 90% là pin ảo hết, pin đã được thay rồi. Đấy, thay rồi thì cũng ok, nhưng mà có những bên họ tệ hơn nữa là họ kích pin đấy. Nên là đây cũng là một điểm các bạn cần phải lưu ý. Thì pin mà sẽ đánh giá là cái chiếc Realme V5 Pro nó sẽ nhỉnh hơn. Còn về cái phần giao diện người dùng iOS hay là Android thì cả hai chiếc máy này nói chung là đều ok cả, không có gì để mà bàn tán hay nói nhiều. Realme V5 Pro thì nó cũng đã có ROM tiếng Việt hỗ trợ thông báo đầy đủ, fix lỗi đa nhiệm của thứ này kia. Cho nên là các bạn cũng sẽ không cần phải lo, mua V5 Pro về là dùng luôn. Đấy, còn về sạc thì bên cái chiếc V5 Pro nó sẽ là 80W, còn iPhone X nó chỉ là 15W thôi. Thì nói đến đây các bạn có thể thấy được cái khoảng chênh lệch về mặt sạc nhanh rồi, đúng không nào? Đấy, X thì nó chỉ là cái gọi là cái công suất sạc nhanh đời đầu thôi. Đấy, 15W thì gọi là sạc nhanh vậy thôi, chứ còn xét đến thời điểm hiện tại thì nó không gọi là sạc nhanh nữa, khi mà so với kèo với lại những cái chiếc máy mà tầm 65-80W như là Realme V5 Pro rồi. Đó, thì chốt lại các bạn sẽ thấy là gì? Về mặt thiết kế tùy thuộc vào gu mỗi người, nhưng mà mình sẽ nghiêng về cái chiếc Realme V5 Pro hơn. Màn hình thì mình cũng chắc chắn là sẽ lựa chọn V5 Pro này. Hiệu năng cũng là V5 Pro, camera cũng là V5 Pro, thiên về tính đa dụng lẫn cả là chất lượng luôn. Đấy, rồi là pin sạc, loa kép. Tổng kết thì nói chung là xét ở trong phân khúc giá khoảng 6 triệu này, nếu như mà các bạn chỉ nghĩ đến iPhone thì cũng chỉ có iPhone X. Còn nếu như đang phân vân giữa một chiếc máy Android và một chiếc máy iPhone thì V5 Pro nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Không chỉ là tốt hơn so với một cái chiếc máy iPhone đâu, mà so với những cái chiếc máy Android khác mình đánh giá là cũng cao hơn này các bạn ha. Những chiếc máy đến từ Xiaomi cái thứ này kia thì V5 Pro nó đang là một cái chiếc máy tốt nhất và hời nhất ở trong phân khúc giá khoảng 6 triệu đồng như thế này. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Tất nhiên con này còn có cái phiên bản chỉ là RAM 6GB bộ nhớ trong 128 ấy, thì nó chỉ hơn 5 triệu một tí xíu thôi. Giá đấy còn hời nữa. Tuy nhiên thì điện thoại hay hiện tại thì những cái phiên bản đó thì nó hơi hiếm hàng. Nó về liên tục nhưng mà nó không hết liên tục vì nó không về được số lượng nhiều. Còn đối với lại phiên bản 8 256GB thì nó về được nhiều hơn, nên thành ra là muốn mua lúc nào cũng có các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.